Thưa quý vị, tai nạn giao thông xảy ra đối với xe máy không phải là chuyện mới, nhưng chưa bao giờ là cũ. Trong thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến mô tô, xe máy. Các nạn nhân tử vong, bị thương đều rất trẻ, gây đau thương cho các gia đình nạn nhân, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tại đoạn đường vành đai 3 trên cao của thành phố Hà Nội, tuyến đường này chỉ dành cho ô tô lưu thông, cấm xe đạp, xe máy và người đi bộ. Một người đàn ông đi xe máy chở theo một phụ nữ đã lao vào làn đường cao tốc và đi ngược chiều các phương tiện. Tài xế ô tô khi phát hiện tình huống bất ngờ kể trên đã giảm tốc độ và nhắc nhở người đi xe máy quay lại để tránh nguy cơ tai nạn. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên phóng xe vượt ẩu, tông vào xe máy khiến hai người đi đường ngã ra đường. Tuy nhiên, gây bức xúc hơn cả là sau khi gây tai nạn, hai thanh niên này đã bỏ chạy. Thực tế đã có quá nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra bắt nguồn từ việc tham gia giao thông thiếu ý thức như thế này. Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ba xe máy làm ba người chết, hai người bị thương. Nguyên nhân được xác định là do nam thanh niên tên Canh, trú huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, điều khiển xe máy lưu thông với tốc độ cao, bất ngờ đâm vào hai xe máy đi ngược chiều. Trước đó vài ngày, vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 25 tháng 8 năm 2019, tại khu vực đường Thống Nhất thuộc địa bàn tổ 1A, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 thanh niên tử vong tại chỗ. Nguyên nhân được xác định là do xe máy chở 5 sinh viên chạy tốc độ cao, không làm chủ được tay lái, tông vào giải phân cách. Theo số liệu từ Cục Cảnh sát Giao thông, Việt Nam hiện có khoảng 60 triệu xe máy, chiếm trên 80% số phương tiện giao thông. Chính vì vậy, số vụ tai nạn liên quan đến loại hình phương tiện này cũng ở mức cao. Năm 2018, theo thống kê của Bộ Công an, Việt Nam có 8.248 người chết vì tai nạn giao thông. Trong đó, số người đi mô tô, xe máy gây tai nạn giao thông chiếm 60%. Số người đi xe máy là nạn nhân của tai nạn giao thông là 85%. Ô tô gây ra 25% số tai nạn giao thông, nhưng nạn nhân là người đi ô tô lại chỉ ở mức 10%. Điều đó cho thấy nguy cơ tai nạn luôn trực chờ với người điều khiển xe hai bánh lưu thông trên đường. Những vụ tai nạn giao thông đường bộ do người điều khiển mô tô, xe máy gây ra, nguyên nhân chủ yếu là vi phạm tốc độ, lưu thông ngược chiều, đi sai làn đường, phần đường. Quốc lộ 51 là một trong ba quốc lộ có mức độ nguy hiểm nhất nước. Bình quân mỗi năm có tới hàng trăm vụ va chạm giao thông, trong đó có nhiều vụ nghiêm trọng gây chết người. Vi phạm ngược chiều, qua đường không quan sát là những hình ảnh rất phổ biến trên quốc lộ 51. Tình hình tham gia giao thông là có những lúc là xe đi ngược chiều rất nhiều và cũng ít khi đội nón bảo hiểm. Và thậm chí là nhiều lúc sợ nhất ở đây là mình chạy phía trước và dừng đèn xanh đèn đỏ là số lượng xe nó đông rồi, nó lấn lên, nó luồn vô trong rồi nó chạy tới, rất là sợ. Chẳng hạn như xe máy chạy từ phía sau quẹt mình rồi đến lúc mà những cái xe mà chẳng hạn như nó chạy, nó kẹt xe rồi nó chạy, nó lấn vô cái làn xe không đa mình nên nó vượt. Thì cảm giác tham gia giao thông mà khi nào mà về được tới nhà mới cảm giác được là sự an toàn. Theo ông Khúc Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, người đi xe máy đội mũ bảo hiểm đúng chuẩn giúp giảm 40% nguy cơ thương vong gặp tai nạn giao thông, mỗi năm giảm 2.800 người tử vong. Trong số 40% nạn nhân thương vong là thanh thiếu niên 15 đến 27 tuổi. Nếu đội mũ bảo hiểm giảm được 700 thanh thiếu niên thương vong do tai nạn giao thông, ngừa tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, trên các tuyến đường từ quốc lộ đến khu vực giao thông nông thôn đô thị trên địa bàn tỉnh, vẫn nhận thấy không ít người còn lơ là coi thường việc đội mũ bảo hiểm. Hiện nay tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ chưa đến 50%. Tuy nhiên, bên cạnh ý thức người tham gia giao thông còn hạn chế, thì với số lượng xe máy chiếm khoảng 90% số phương tiện giao thông đang lưu hành, trong khi hệ thống đường xá kém phát triển, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, tỷ lệ rủi ro cao hơn là điều không thể tránh khỏi. Hiện nay tại các địa phương, hệ thống đường giao thông nông thôn đã được nâng cấp thành đường bê tông và trải nhựa, thuận lợi cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường không có biển báo, trong khi đó có nhiều khúc cua gấp và khuất tầm nhìn do nhà ở và cây cối che chắn và dẫn đến tai nạn giao thông. Trên một số đường phố, người lái xe máy có ít không gian để lưu thông, trong khi những chiếc xe lớn hơn bao gồm xe bồn hoặc xe tải chở hàng chiếm phần lớn con đường. Trên nhiều trục đường giao thông chính, phần lớn việc chia không gian lòng đường được dành cho ô tô.
có những lúc ấy, xe nó hai cái xe nó người xe đi lên xe đi xuống ấy, nó còn ém xe máy luôn ấy. Có những cái trường hợp mà ém xe máy mà người ta phải té xuống cái mương chỗ kia kìa, té xuống mương chỗ kia kìa mà gãy tay luôn ấy. Chứ không phải là đơn giản đâu. Mà dân ở đây thì các cháu đi học đông, thế mà những cái xe tải đi nhiều như thế này thì rất là nguy hiểm, gây nguy hiểm cho các cháu. Xe là thường xuyên là lấn làn bởi do nó đường nó nhỏ đó, mà trong khi đó là cứ người đi bộ hoặc cái như là người đi xe máy là lúc đó là xe lấn làn mà chạy ầm ầm, còi cứ rú hàng mấy trăm mét luôn đó. Thường xuyên là xe lấn làn đó, mà là xe chạy là như tử thần đấy, chứ không phải là cái chuyện xe chạy từ từ đâu. Là cái đường này, đường Quốc Tân là rất là nguy hiểm. Có rất nhiều nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy, có thể thuộc về xe hai bánh, lỗi của phương tiện còn lại, hoặc do cả hai bên, lỗi do hạ tầng kỹ thuật. Nhưng hậu quả sau các vụ tai nạn với người điều khiển xe hai bánh thường rất nặng nề. Cuối tháng 8, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có văn bản gửi các đơn vị về đảm bảo an toàn giao thông cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện. Theo đó, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên quan đến mô tô, xe máy, xe đạp điện. Lực lượng chức năng địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện. Tuy nhiên, để hạn chế tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy nói riêng, bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, nâng cao kỹ năng cho người điều khiển phương tiện, nhất là thanh thiếu niên, người đi xe hai bánh cần được quan tâm bảo vệ, bao gồm cả việc tổ chức giao thông cho tốt và an toàn hơn đối với loại phương tiện phổ biến hàng đầu tại Việt Nam.